xuân hương, thanh bạch từng vát dao chém vợ. Tôi đã cầm nín mấy chục năm qua, cố nuốt những cơn đau mà ông đã gây ra cho tôi, những cái buồn lạnh mà gió chẳng ngừng. Xuân hương chia sẻ dòng tâm trạng có tiêu đề "Cái buồn lạnh mà gió chẳng ngừng", được nữ nghệ sĩ Xuân Hương viết lúc nửa đêm 15 tháng 12, đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo nghệ sĩ Xuân Hương, chàng lượng rể quý, nghệ sĩ Xuân Hương bức xúc vì cách MC Thanh Bạch làm khiến ông trở thành một chàng rể tốt, trong khi đó Xuân Hương lại trở thành người con mỏ bê không quan tâm đến đấng sinh thành. Tôi không bao giờ muốn nhắc đến ông ấy sau khi chúng tôi đã chia tay. Tôi cũng đã im lặng nín nhịn để giữ danh dự cho ông ấy, mặc dù ông ấy luôn tìm cách hạ nhục danh dự của tôi. Thế nhưng muốn yên mà ông ấy không để tôi yên, nên tôi cũng phải nói cho mọi người rõ. Nghệ sĩ chia sẻ dòng status của mình, Xuân Hương có cha của con trai mình là ông, chỉ cho rằng Thanh Bạch đã từng nói rằng ông cưới bà là để làm bình phong, nói rằng Thanh Bạch không hề có hiếu với gia đình mình vợ, như trả lời phỏng vấn mà chủ yếu là để làm màu qua việc nam người dẫn chương trình gửi tiền từ thiện để thông qua chính quyền địa phương tặng cho mẹ vợ chiếc máy bơm. Chắc ông vẫn còn nhớ những lời hổ báo ông dành cho ba má tôi mỗi khi ông chửi tôi chứ. Và nếu như ông thật sự kính trọng ba má tôi thì ông đã không vác dao đường chém con gái của họ là tôi đây. Vậy thì đừng diễn trò nữa, tôi xin ông đó. Xuân Hương viết về phía Thanh Bạch sau khi vợ cũ viết status nói về mình. Tổn thương, hãy để mọi thứ lắng xuống, thời gian sẽ trả lời.